Alo, vâng, cuối là chúng ta đến với trận đấu đầu tiên thôi. Mành máy game thủ, đây là game thủ Tiểu Bạch Long, và hôm nay anh lấy cái tên hơi dị, tên MHMM, và anh cầm Babylon. Còn game thủ BB là người cầm Summerian, và không biết bên kia là người cầm cái quân gì. Vâng, theo ghi nhận về thì bên kia hình như là 2 Garrick. Vâng, nếu mà 2 Garrick thì là tươi rồi. Vâng, chỉ cần 2 Garrick thì là tươi, bởi vì Garrick là hai cái quân mà gọi là thuần chém. Vâng, 2 Garrick thì là hai quân thuần chém. 2 Garrick thì hai quân thuần chém thì chỉ cần đánh cung được, nếu mà nhà đẹp thì nên đánh cung, còn nếu mà xấu thì cả hai đánh chém cũng ok luôn. Lạc đà thì khác ngựa chém, mà Garrick là quân thuần chém, chúng ta có thể thủ phù. Vâng, Garrick thì chả có gì đỡ được phù gì cả. Những game mà mầm đây mà, nghe kỹ đi. Mày chỉnh lại hai cái bảng đấy, nó phải sát nhập với nhau mới được. Alo. Vâng em. Tiếng game bé. Không thể hiểu tại sao mà lại không. Rồi, bóng biết anh em đã được chưa? Không biết anh em đã nghe được chưa? Vâng, các bạn hãy comment âm thanh và hình ảnh ở trong khung chat để mình có thể biết. Ok chưa? Không biết là đã vừa chưa? Rồi ok, bây giờ chúng ta cũng trở lại trận thiếu rồi, hơi liên miên một chút. Vâng, đây là mảnh máy game thủ BB. Vâng, trận này thì em được cầm Summerian. Vâng, đánh giá một chút về kèo đấu ngày hôm nay thì kèo đấu giữa Tiểu Bạch Long và BB, thời điểm hiện tại thì có lẽ là ai cũng nghĩ là BB sẽ khỏe hơn Van Lớp một tí. Vâng, Van Lớp một chút, nhưng mà có lẽ là cũng đúng là như vậy, khi mà BB thì gọi là ông vua của map này rồi, vâng, không ngán bất kỳ một game thủ nào, chắc là chỉ cần chim thôi. Vâng, ngán nhất là chắc là chỉ chim, mà chim thì ai cũng ngán thôi. Còn về Tiểu Bạch Long, vâng, Tiểu Bạch Long thì trước là anh một là một đội trưởng của team Thái Bình. Vâng, chiến thuật của anh đưa ra thì nó siêu siêu dị rồi và siêu siêu hay. Nhưng mà đợt thời gian gần đây thì ai cũng biết cái bài, vâng, bài nào thì cũng biết hết rồi, nên là không thể nào mà đưa các chiến thuật khác được. Bây giờ là anh phải dựa vào đôi tay và cái sự nhanh nhẹn của mình thôi. Lâu lắm rồi anh không thi đấu, và bây giờ thì anh thi đấu với một game thủ. Kèo đấu này thì anh sẽ được cân với một game thủ khá trẻ của team Hà Nội, đó là game thủ Tý. Không biết liệu anh có cân được không. Vâng, chỉ cần anh cân được tí thôi là kèo này sẽ là cửa trên. Còn nếu mà không cân được thì chúng ta cùng chờ xem B có cân được 2 hay không. Các bạn vẫn bảo tiếng em bé. To, khá to rồi mà. Vâng, có bạn thì bảo vừa rồi có bạn thì bảo là không có tiếng game. Vâng, không biết là như thế nào. Có tiếng game không? Hiểu kiểu gì mà không có tiếng game nhỉ? Một số 6 là máy nào? Máy mày à? Rồi, ok rồi. Và có vẻ như là sẽ được. Và anh em hãy để ý. Còn bây giờ chúng ta đến với trận đấu. Đây là máy của game thủ Tiểu Bạch Long. Và một bài mà khá giàu đến từ anh Tiểu Bạch Long. 4 voi. Vâng, cẩn thận. Hai hit. Vâng, anh phải tập trung tên này. Vâng, khả năng chết rồi. Khả năng chết tất cả. Tôi biết mà. Vâng, trong những tên mà cần sự chú ý thì anh lại di chuyển ở chỗ khác. Còn tên cầu voi là một cái tên rất là nguy hiểm. Khi mà các bạn mà không chú ý thì nó rất là dễ là chết dân. Nhưng sao thời điểm này thì chết một dân thì nó cũng không quan trọng cho lắm. Vâng, thêm một loại quả nữa. Như vậy là một bài quá giàu đến từ anh Tiểu Bạch Long. Vâng, có hiêu và có 4 voi. Bài này đánh cái gì đây? Bài này đánh chẽ cũng được, mà đánh cung cũng được. Một bài không phải sớm lắm nhưng cũng không phải muộn. Bây giờ thì là BM. Và sẽ là B gì? Vâng, BA. Vâng, có vẻ như anh em muốn khung sang nhà BB.
muốn khung xem nhà BB, nhưng liệu nhà BB có kín không? Nếu mà nhà BB kín thì kèo đấu này mới tươi. Mồm năm là người. Vâng, Tiểu Long là người lên đời muộn nhất. Hai game thủ bên phía Hà Nội lên khá sớm. Bin một bài 23 dân và đánh chém. Vâng, Summer anh chém thì khá cứng khi mà những con nông dân đấy tận 40 máu cơ. Bây giờ mới xin giò, đào vàng ở đâu đây? Nguyễn em đào vàng chưa? Vâng, nhưng mà đã không đào vàng à? Hay đào ở đâu rồi? À, bây giờ mới đào. Hơi muộn màng. Có vẻ như em đang muốn ép thực trước khi muốn có một con giò công giáp đầy đủ. 7 dân đào vàng, vâng, rất nhiều dân. Dự đây xem là bài trầu phù đến từ BB. Vâng, gặp nhà mùa 2. Mùa 2 lại cầm Greg. Vâng, tất nhiên rồi, bởi vì bên kia là 2 Greg. Có chưa? Có rồi đúng không? Vâng, bây giờ thì nhà một cũng sang ngay luôn. Như vậy là một tên chéo cánh hay là ở trong cái góc 8 giờ? Hay là ở trong góc 8 giờ nhà của anh thủ mùa 1? Đây rồi. Bây giờ thì một bài mà anh Tiểu Bình Long đánh cục, nhưng anh bò khá rộng, bò sang tận nhà Bi luôn. Và bên kia thì Bi đang bị hai nhà hấp diệp, đúng là như vậy. Vâng, lùi lại vẩy hai. Vâng, rất nhiều e đến từ Bi. Vâng, cố gắng sửa rồi. Vâng, con giò vẫn đang rất khó chịu đến từ chán đời thức vệ lớp. Không sao, đây là những con nông dân của Summerian. Vâng, bây giờ thì anh Tiểu Long sang cứu. Vâng, một thêm 1p nữa, như vậy đặt bài đánh 2p. Vâng, dễ hiểu thôi, bên kia là hai quân thuần chém. Chứng tỏ lấy được rồi mà không đăng được lên. Rồi bây giờ thì công phu, xem này anh Tiểu Long xem như thế nào. Vâng, Tiểu Long vẫn giữ đỡ được nhà. Vâng, tên này chỉ cần thủ thôi. Cần thủ hai nhà cùng to lên là thắng. Vâng, cái hốc này thì không bao giờ thể vào được, trừ phi cổng mặt e hướng này. Nhưng mà hướng này thì đang có những con cùng là của Babylon. Vâng, có vẻ như đây đang là một thế giới bất tử. Bây giờ thì chặt gỗ hai. Vâng, nhưng có 3A. Vâng, hơi ý đang anh cần phải tăng A nhanh, bởi vì hai bên kia hình như là chưa mất cái gì. Thì con giỏ Bi là giỏ không công nghệ. Vâng, Bi chỉ thủ chỗ này thôi. Hai Greg và thủ. Vâng, hai con phù. Vâng, phù được. Phù được mỗi một con. Không sao, đánh bình tĩnh thôi. Nếu Y có chơi bài dị không? Chơi bài dị đánh đánh Y cả phù. Vâng, thế nó mới nhức nhối. Vâng, bạn lớp chém vậy à. Chơi rất nhiều phù trong BB. Tên này thì chắc chắn là chán đời và tí không thể làm công được. Rồi, rất tốt. Bên đường. Vâng, bây giờ thì vào. Lấy được rồi. Đây đây. Cho rồi đấy. Có cái cỡ rồi đây. Vâng, vào bài là quýt rồi.
Tỷ số là 1-0 dành cho cặp đôi Tiểu Bạch Long và BB. Chúng ta còn chờ một chút trước khi đến với trận đấu thứ hai.